trường Nguyễn Trung Chinh dạy và học tốt hôm nay, để một ngày mai Việt Nam sáng chói như anh hồng phương Nam. Việt Nam mong chờ nơi đây hồng sinh tương lai cầu quốc, lời bác nguyên dạy năm xưa hồng trâm kiên thiết nước nhà, rèn luyện tài đức vẹn toàn đói cương xưa người linh hùng anh. Thầy dạy đặt nguyên trung chức mong người luôn ngay thẳng công chính, Nhật Tàu lửa cháy ngang trời vì thần sợ khóc kiên giang, diệt thù địch xâm lăng những chiến công muôn đời còn vang. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần vào công học tập của các cháu. Nguyễn Trung Chinh nơi quê hương trang mong Đồng Nai, trường tiểu học Nguyễn Trung Chinh đưa mầm non xây dựng đất nước, thầy cho trường Nguyễn Trung Chinh dạy và học tốt hôm nay, để một ngày mai Việt Nam sáng chói như anh hồng phương Nam. Việt Nam mong chờ nơi đây hồng sinh tương lai tổ quốc, lời bác nguyên dạy năm xưa hồng trâm thiết nước nhà, rèn luyện tài đức bên con đói cương xưa người linh hùng anh. Thầy dạy đặt nguyên trung chức mong người luôn ngay thẳng công chính, Nhật Tàu lửa cháy ngang trời quỷ thần sợ khóc kiên giang, diệt thù địch xâm lăng những chiến công muôn đời còn vang. Việt Nam mong chờ nơi đây hồng sinh tương lai tổ quốc, lời bác nguyên dạy năm xưa kiên thiết nước nhà. Việt Nam mong chờ nơi đây hồng sinh tương lai tổ quốc, đời bác nguyên dạy năm xưa hồng trâm kiên thiết nước nhà, hồng trâm dựng xây tổ quốc.